Xin chào tất cả anh em. ngacnguyenshop.com số điện thoại 0917478430. Chuyên khuôn đổ chậu nhựa ABS, dụng cụ bếp, dụng cụ bonsai, hàng kim khí. Số điện thoại 0917478430. Đây ạ, đây là quay hình ảnh một xưởng đổ chậu. Đây ạ, đây là khách hàng của Ngạc Nguyễn Shop nhá. Đấy. Đây ạ, anh em đang muốn hỏi cái đáy này. Anh ấy đổ rất nhiều đáy bê tông như này. Khi là cái đáy nhựa anh in ra đáy bê tông này. Thì anh ấy quay vòng khuôn rất là nhanh. Đấy, đây là đống khuôn này. Đấy, đây là tại xưởng chậu của khách hàng của ngacnguyenshop.com, số điện thoại 0917478430. Đây ạ, đây là những cái sản phẩm thành phẩm. Đấy, đây là hình ảnh nha. Đấy, khuôn, đây là hình ảnh chậu thành phẩm được đổ bằng khuôn đổ chậu nhựa ABS. Đấy, được bán bởi ngacnguyenshop.com, số điện thoại 0917478430. Đấy, như này sơn cái màu này nó cũng đẹp. Đấy, hôm nay đầu xuân năm mới đến đi chơi xong quay video cho anh em xem nhá. Đây ạ, đấy cái đáy bê tông này anh ấy in ra này rất là tiện, thì là anh em thì để vài ngày bắt đầu bóc đáy là cũng được. Đấy, đây là chậu thành phẩm này, đây nhá, độ mịn của chậu này không cần dùng máy rung này. Đấy, thành phẩm, sản phẩm đổ ra nó mịn như này mà. Đấy, đây là không dùng máy rung nhá. Đây là các sản phẩm ang này. Ang này dài 75, rộng 45, cao 22 này. Đấy, đây là một số những chậu thành phẩm đã để đây và chuẩn bị giao hàng cho khách này. Đấy. Ở đây chậu thành phẩm này, đây ạ. Anh em thể để ý nhá. Mọi người cứ bảo là nó bị bọt như đây ạ. Gần như là tuyệt đối luôn. Đấy, kỹ thuật làm chậu rất đơn giản thôi nhưng gần như là tuyệt đối luôn. Sử dụng khuôn đổ chậu như ABS của ngacnguyenshop.com, số điện thoại 0917478430. Đấy, đây là tất cả sử dụng khuôn đổ chậu như ABS của Ngạc Nguyễn. Đây là hôm nay đầu xuân đến nhà anh này, là anh khách hàng chuyên mua khuôn của Ngạc Nguyễn Shop. Đấy, đây hình ảnh thành phẩm đấy ạ. Anh làm đấy, đây không phải đâu, đây là cái luyên thôi. Đây ạ, đấy, anh em thấy không? Gần như là tuyệt đối luôn. Các sản phẩm chậu thành phẩm. Đây là đã sơn xong và chuẩn bị là giao cho khách hàng. Đấy, đây là lục giác 60 này. Đây là lục giác 83 này. Đây là ly 68 và lục giác 60 này. Đấy, khuôn đổ chậu như ABS. Xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em luôn vui vẻ và thành công. Đấy.